Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mọi người có thấy cái gì lạ không? Đây. Đây là cái món đồ mình tự chế á mọi người. Hy vọng là nó sẽ giúp cho âm thanh của mình trong cái video nó sẽ được cải thiện hơn. Bởi vì mình cũng nhận được một số cái lời góp ý á về chất lượng âm thanh trong cái video của mình á, cho nên mình cũng đang dần tìm ra những cái cách xử lý làm cho cái âm thanh mình trở nên nó đỡ tạp âm hơn. Tại vì mình sống trong một cái môi trường á mà có rất là nhiều tạp âm, ví dụ như là tiếng xe cộ nè, tiếng quạt máy nữa. Phòng mình đâu có máy lạnh đâu mọi người, cho nên nếu mà không mở quạt máy á là nóng chết đi được á. Lâu lâu có tiếng con Lisa vô nữa là nhiều tạp âm. Cho nên mình sẽ cố gắng cải thiện cái chất lượng âm thanh và hình ảnh của video ngày một tốt hơn. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình. Bây giờ mình sẽ đến với cái chủ đề chính của tập ngày hôm nay. Đó là chào đón tân sinh viên của trường cao đẳng kinh tế đối ngoại. Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà chung cao đẳng kinh tế đối ngoại. Chào mừng đón các bạn nha. Yeah. Thì mình muốn làm một cái video chào đón nhỏ nhỏ để mà giúp các bạn có tinh thần động lực học tập hơn. Tên trường tiếng Anh đầy đủ đó là College of Foreign Economic and Relations, hay còn gọi là CoFER đó mọi người. Gọi tắt là CoFER đi cho nó nhanh. Ok, cho nên hôm nay mình mặc một cái áo màu đỏ rất là tươi rói. Và chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Mình là Hân Nguyễn, một cô gái đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Không để các bạn chờ lâu nữa, thì bây giờ mình sẽ đến với cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Đó là mình muốn cái video này không những là một cái video chào mừng, mà mình muốn gửi đến các bạn những cái lưu ý khi mà các bạn bắt đầu học tập tại trường. Phần thứ nhất á, là về thời gian học. Thì lúc trước á, những cái khóa của mình á, thì học đến 3 năm rưỡi lận. Nhưng mà bây giờ nhà trường rút lại á, còn có 2 năm rưỡi thôi. 2 năm rưỡi nó qua rất là nhanh các bạn, cho nên các bạn phải thật sự tập trung. Cái việc mà trường rút ngắn thời gian lại á, mình nghĩ là trường cũng muốn các bạn đó là tiếp cận sớm với các công việc để mà các bạn có thể áp dụng được những cái kiến thức mà mình đã học một cách sớm nhất. Thì tiếp theo đó là các bạn phải hiểu được cái cách tính điểm của trường. Vừa rồi á, mình có nói chuyện với một cái bạn mà sắp ra trường á, thì mình có hỏi lại là các cách tính điểm có gì khác biệt hay không. Thì bạn ấy nói là cũng không có gì khác biệt. Nếu như cái hệ thống tính điểm của trường có gì khác á, thì các bạn nhớ cập nhật thêm nha. Trường có một cái hệ thống tính điểm á, nó tương đương với một số trường đại học. Đa phần các môn ở trường á có hai cái cột điểm. Cột điểm thứ nhất là cột điểm quá trình, cột điểm thứ hai là cột điểm thi kết thúc học phần. Cột điểm quá trình á là nó chiếm từ 30-50%, thông thường á là mình thấy rơi vào 40%. Cột điểm thi kết thúc học phần á thì nó rơi vào cái phần trăm còn lại, mà thông thường là 60%. Mà cột điểm quá trình á là các bạn phải làm việc nhóm, và đa phần tất cả các môn học ở trường á đều có làm việc nhóm. Các bạn sẽ làm việc và sẽ trao đổi với nhau để mà hoàn thành cái bài tiểu luận hoặc là cái bài thuyết trình trên lớp. Thì lát nữa mình sẽ có những cái chia sẻ về cái việc làm việc nhóm, học nhóm nha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào cái cách tính điểm trước. Thì hồi nãy mình nói là điểm trung bình môn là bao gồm điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần. Điểm quá trình thường chiếm 40%, điểm thi kết thúc học phần thường chiếm 60%. Cái loại đầu tiên là loại A, là điểm trung bình môn từ 8.5 đến 10 điểm. Điểm B là từ 7 điểm đến 8.4. Điểm C từ 5.5 đến 6.9. Điểm D từ 4 đến 5.4. Điểm F là dưới 4. Thì điểm F á, là các bạn bị rớt môn, là loại kém. Điểm D là điểm trung bình yếu. Điểm đó các bạn có thể cải thiện hoặc là không, tùy các bạn. Nếu như các bạn cải thiện á, thì các bạn đăng ký cải thiện ngay. Còn nếu như các bạn không cải thiện á, thì các bạn phải cố gắng ở những cái môn sau có cùng số tín chỉ với cái môn mà các bạn bị điểm D á, các bạn sẽ phải nỗ lực để lấy được điểm B trở lên thì các bạn mới bù lỗ được cho cái môn bị điểm D, nếu như các bạn không muốn cải thiện. Điểm C là cái điểm mà qua môn, là từ 5.5 đến 6.9 là điểm trung bình, điểm qua môn. Nhưng mà điểm này các bạn sẽ không được học cải thiện đâu. Nếu như các bạn muốn học cải thiện á, các bạn
phải bị điểm D hoặc là điểm F thì các bạn mới được học cải thiện. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái xếp loại của các bạn. Các bạn nào mà muốn lấy bằng giỏi á, hoặc là muốn lấy học bổng á, cái cơ hội của các bạn nó sẽ thấp hơn. Ok, các bạn nhớ lưu ý nha. Điểm B á, là điểm khá, và các bạn nào được điểm A thì là loại giỏi. Thì đó là cái điểm trung bình môn thôi nha, chứ chưa có xếp loại học lực nha. Thì khi mà các bạn không có môn nào bị điểm F, tiếp đến sẽ là tính điểm trung bình để xếp loại. Bây giờ chúng ta sẽ quy từng cái điểm chữ ra một cái con điểm số, nhưng mà cái con điểm số đó gọi là cái điểm để xếp loại các bạn. Thì điểm A được quy ra là 4 điểm, điểm B được quy ra là 3 điểm, điểm C được quy ra là 2 điểm, và điểm D được quy ra là 1 điểm. Các bạn sẽ lấy cái điểm xếp loại này nhân với số tín chỉ của từng môn, chia trung bình cộng. Nếu như các bạn trên 3,5 điểm thì các bạn được xếp loại giỏi, trên 3 điểm được xếp loại khá, trên 2,5 được xếp loại trung bình khá, trên 2 điểm là loại trung bình, là các bạn đủ tiêu chuẩn để mà tốt nghiệp. Ngoài ra thì còn có một cái điểm gọi là điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện này sẽ được đánh giá bởi cán bộ của lớp. Thì điểm rèn luyện này á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là các bạn có giành được cái học bổng hay không. Thì cái điểm rèn luyện á, theo mình nhớ là sẽ có những cái tiêu chí cơ bản như sau. Đó là các bạn không được bị điểm F môn nào hết. Thứ hai là các bạn không được vi phạm các quy chế trong phòng thi. Thứ ba đó là các bạn phải đi học đầy đủ chuyên cần. Cán bộ lớp có điểm danh á, cho nên cái việc đi học chuyên cần là cán bộ lớp sẽ nắm hết. Không được gây mất trật tự, đảm nhận tốt các chức vụ. Nếu như các bạn là cán bộ lớp, tham gia các hoạt động đội nhóm của trường. Hay mình nhớ là trường có hội sinh viên nè, rồi hội cypher. Nếu như các bạn tham gia trong những cái hội nhóm đó thì các bạn sẽ được cộng điểm rèn luyện.